Soi kèo bóng đá hôm nay giữa Manchester United với Copenhagen diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 11 tháng 8 tại sân Ryan Earle Stadium, Europa League 2019-2020. Sau một năm rưỡi không có bất kỳ đóng góp nào cho Manchester United, nhưng một khi cảm giác bóng đã trở lại, thì Jose Lingard đang liên tiếp nổ súng giúp cho đội bóng của mình giành lấy thắng lại. Cụ thể sau bàn thắng hạ màn trước Leicester tại Premier League, thì trong trận đấu lượt về tại vòng 1/8 Europa League, tiền vệ 27 tuổi lại tiếp tục nổ súng giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Solskjaer hoàn thành cú lội ngược dòng trước Leeds Athletic với tỷ số 2-1. Tất nhiên, nếu không có bàn thắng đó, thì Manchester United cũng hiên ngang bước thẳng vào tứ kết với lợi thế 5 bàn trong trận lượt đi. Tuy nhiên, kết quả đó đã cho thấy những nỗ lực không ngừng của một cầu thủ đã gặp không ít đồn đoán sẽ chia tay Old Trafford trong thời gian sắp tới. Đến với vòng đấu tứ kết, Manchester United sẽ chạm mặt với Copenhagen tại Ryan Earle Stadium, sân nhà của FC Köln. Trải qua 10 trận đấu gần nhất trên mọi mặt trận, đội bóng của huấn luyện viên Solskjaer đang có cho mình 7 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ mới để thua duy nhất một trận. Dẫu cho đây là trận đấu trung lập, nhưng không phải vì vậy mà người hâm mộ của Quỷ Đỏ lại lo lắng quá nhiều cho đội bóng con cưng của mình. Cần biết trong 21 trận đấu gần nhất tại mặt trận Europa League thì Manchester United chỉ mới để thua vỏn vẹn một trận, còn lại toàn là những chiến thắng và kết quả hòa. Với phong độ vẫn đang rất thăng hoa như hiện nay, và cùng với đó là sự vượt trội về mặt nhân sự, thì chỉ cần họ thi đấu đúng với thực lực của mình, thì một chiến thắng sẽ không phải là việc gì quá khó đối với họ. Đừng quên với việc chỉ tung đội hình phụ trong trận đấu lượt về với Leeds Athletic, thì giờ đây hầu hết các chủ lực của Quỷ Đỏ đang có thể lực ở mức tốt nhất. Phía bên kia sân, mặc dù phải đón tiếp một đội bóng khá khó chịu như nhà đương kim vô địch của Thổ Nhĩ Kỳ đến làm khách ở vòng đấu vừa qua, nhưng với lợi thế từ sân nhà của mình, cũng như đối thủ của họ đang gặp nhiều bất trắc trong những chuyến phải thi đấu xa nhà vừa qua, thì Copenhagen đã không bỏ lỡ cơ hội để hủy diệt ba sách xe hiệp bằng chiến thắng với tỷ số 3-0. Qua đó lội ngược dòng chung cuộc với tỷ số 3-1 để bước vào tứ kết Europa League mùa này. Đây cũng lần đầu tiên, kể từ sau thời kỳ hoàng kim của Brøndby, thì mới có một đại diện khác của Đan Mạch góp mặt vào tứ kết của sân chơi hạng 2 châu Âu. Dẫu vậy, niềm vui của thầy trò huấn luyện viên Solbakken sẽ khó có thể nào tồn tại được thêm quá lâu khi họ phải chạm mặt với Manchester United ở vòng trong, một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch mùa này. Bước vào chuyến hành quân lần này đến Cologne, dẫu biết đây là sân đấu trung lập và không có bất kỳ lợi thế nào quá rõ ràng cho đội bóng nào, nhưng không phải vì vậy mà người hâm mộ của Copenhagen có thể yên tâm quá nhiều. Cụ thể ở thời điểm này thì đoàn quân của huấn luyện viên Solbakken không phải là cái tên cho thấy sự ổn định khi phải thi đấu xa nhà, khi họ chỉ mới có 3 chiến thắng trong 10 trận sân khách gần nhất, còn lại có 3 trận hòa và để thua đến 4 trận. Tất nhiên, mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi dù không nói thì giới mộ điệu cũng đủ biết, khi sự chênh về mặt đẳng cấp giữa hai đội bóng lúc này là điều không cần bàn cãi. Dự đoán kết quả Manchester United với Copenhagen. Chọn kèo châu Á, Manchester United chấp 1 trái rưỡi 2 trái. Chọn kèo tài xỉu, xỉu 3 trái. Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi bet banh. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.